Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang lại sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, những năm qua đàn gia súc còn là tài sản giá trị của nhiều gia đình đồng bào Mông. Từ chăn nuôi châu bò đã giúp nhiều gia đình sau đó giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Pá Lao, huyện Trạm Tàu. Sau nhiều năm chăn nuôi châu, đến nay gia đình anh Hàng Asu ở thôn Pá Lao, xã Pá Lao đã sở hữu đàn châu 5 con trị giá gần 200 triệu đồng. Để châu sinh trưởng phát triển tốt, gia đình anh đã tập trung làm chuồng kiên cố, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, phòng chống rét cho châu mỗi khi mùa đông đến và tuyệt đối không thả rông gia súc vào rừng tránh tình trạng châu bị chết rét chết đói trong mùa đông. Cùng với đó luôn chuẩn bị đầy đủ thức ăn giữ ấm cho châu khi chăn thả chọn thời tiết nắng ấm và luôn phải có người trông nom cẩn thận. Đối với gia đình em thì uh, khi bước vào mùa đông năm nay thì uh, gia đình cũng đã chuẩn bị uh, dân uh, cây dân là cây dân để. Uh, dự trữ thức ăn cho đàn gia súc vào mùa đông cũng uh, uh, vừa là dự trữ dân cũng là vừa là chăm sóc tốt diện tích cỏ mà gia đình đang có để uh, phục vụ tốt cho đàn gia súc vào mùa đông này. Tuy đã cao tuổi nhưng hôm nay tranh thủ trời nắng, bà Thao Thị Mò và cháu trai ở thôn Bán Lau lại lùa đàn trâu bảy con trị giá gần 300 triệu đồng của gia đình ra bãi chăn thả ở của thôn. Trước đây, người dân thường chăn thả tự nhiên, châu bò thả vào rừng để tự kiếm ăn. Vài tháng mới đi kiểm tra một lần, nên tình trạng châu bò bị bệnh, bị chết rét, chết đói khi nhiệt độ xuống thấp đã gây thiệt hại cho kinh tế của gia đình. Nhờ được tuyên truyền cũng nhận thức về giá trị của đàn châu bò, nên hầu hết các hộ gia đình đã chuyển từ chăn thả tự nhiên sang nuôi theo hướng bán công nghiệp và chăn thả có sự giám sát, nên không còn tình trạng châu bò bị chết rét, chết đói trong mùa đông. Trước đây người dân có thói quen thả châu bò vào trong rừng để cho châu bò tự kiếm ăn, nên mỗi khi trời rét thì nhiều châu bò bị chết rét, gây thiệt hại cho người dân. Nhưng bây giờ con châu con bò có giá trị kinh tế cao nên người dân không thả tự nhiên nữa. Hàng ngày đưa châu bò đi thả, cuối ngày đưa về nhốt và làm tốt việc phòng chống rét nên châu bò phát triển tốt. Xã Pá Lau chỉ có gần 77 hecta ruộng nước. Do vậy, phát triển chăn nuôi gia súc đang là hướng đi chính, mang lại hiệu quả kinh tế, Đến nay trên địa bàn xã có 209 hộ chăn nuôi châu bò với tổng đàn gia súc chính 1.077 con, trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong những năm qua nhờ phát triển chăn nuôi châu bò, nhiều hộ dân ở xã Pa Lau đã xóa được đói nghèo và nhiều hộ vươn lên khá giả. Nhiều hộ có đàn gia súc từ 10 đến 15 con, giá trị hàng trăm triệu đồng. Từ chăn nuôi gia súc đã góp phần giúp các hộ phát triển kinh tế gia đình cũng như giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã. Cho đến bây giờ là bà con mới thấy là cái hiệu quả kinh tế về chăn nuôi trồng bò thì rất là có kinh tế cao Đấy, đặc biệt là bây giờ một số vấn đề như là thả lên rừng lên núi như ngày xưa thì bây giờ bà con cũng hiểu rất là rõ rồi thả đi thì nhiều khi nó chết làm như, như, như thế nào thì cũng chết một hai con thì cũng mất về kinh tế cho gia đình cho nên đến thời điểm hiện nay thì xã cũng tổ chức tuyên truyền rất là nhiều cho bà con thì hiện tại là bà con không thả lên rừng nữa và cha nuôi tại nhà và hàng ngày ấy thì buổi sáng là trong cái thời gian không rét thì bà con rác đi thả đi chăng còn buổi chiều ấy bốn năm giờ thì lại đuổi về chuồn để nhốt trong chuồn còn trong cái thời gian rét đậm rét hại thì xã cũng tổ chức tuyên truyền vận động bà con là không không thả tiêu đối không thả thì bà con cũng hiểu được và cũng có ý thức nuôi nhốt tại gia đình và các cỏ về cho nó ăn để đảm bảo cái phần công tác phòng chống dết. thay đổi tập quán lạc hậu từ chăn nuôi gia súc theo hướng chăn thả tự nhiên sang nuôi nhốt và chăn thả gia súc có sự quản lý đã giúp người dân xã Pa Lao nói riêng người dân vùng cao nói chung xóa đấy giảm nghèo vươn lên ổn định cuộc sống